Hello, xin chào anh em YouTube đến với video Minecraft Survival Hardcore Co-op với Nigel Center. Xin lỗi, đây là Hardcore. Đây là Hardcore đúng không? Xin lỗi, Hardcore màu giọng máu rất là quý hiếm. Ok. Giờ cũng là ở đây cũng là đã cái what the fuck này chứ? Mày vừa làm cái tao mới hấp đi một con bò. Ôi 5 miếng thịt này, một con bò 5 miếng thịt này. Thôi cái này là thôi quăng đi. Lì xì. Lì xì. Lì xì trái miếng thịt cho con bò vậy. Cù này cù rất là nguy hiểm. Cù giết nó. Tao mất nửa giọt rồi. Giết con dữ. Ok xong cù. Cù lắm. Xích con ngựa nó rồi. Tao lấy thôi. Ủa cái tập trả mà thôi cầm đi. Ôi pick có con bò với con cụ nữa. Ok xem con cụ trắng nữa. Đủ bộ sưu tập cụ của mình. Mày kiếm được ba con cụ đi, từ từ mình kiếm thêm được nữa. Tao kiếm được ba con cụ nè, tao giết được ba con cụ. Ok giờ tao sẽ craft vài thứ bù lại. Chết mày chưa cho mày vừa. Tao lỡ tay mất một ít máu ở bò kìa. Bây giờ rồi, tụi mình tự kiếm tủ mày đi. Tao thì đủ 3 miếng rồi. Heo, trời đang đói. Rồi tụi mình sẽ sống ở trong một cái hang. Bọn heo trong ăn. Ready, aim, fire. Cái khu này nó không đủ sống quá. Chỗ này quá nhỏ để sống. Cho tao ít đất này. Tao hồi cổ hết 4 viên đá. Hồi cổ. Dùm từ hay thiệt. Đừng đánh tao rớt xuống nhá. Tại tao đang đứng ngay bực mà. Ừ. Để tao lấy lại cái này được không? Ê tại sao mày lại nấu bún tao? Tao đang craft đồ, trời ơi. Tao muốn đi đá. Từ. Đây. Ok, xài đi. Viên đá, 4 viên đá. Cho tao hơi cổ vài viên luôn. À Vũ, mới đây sinh nhật tao, mày sao mày không nói cái gì đó đi. Sinh nhật mày ngày mấy? 7 tháng 8. 7 tháng 8 hả? Happy birthday, bitch. Hát đi, hát. Mày hát như thằng Ninh Bùi. Ninh Bùi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quế hỏng rồi. Ôi tao cả. Ai hát. I see cow. Ôi tao đầu thang. Survival. Theo mình thấy là Survival Hardcore năm triệu lần trước thì khá là nhiều người ủng hộ. Nên định lành nhưng mà một chết. Nên ta chết một cách rất là đẹp. Bị hai con skeleton và một vài con zombie gì đó hả? Thông Creeper nổ. Thông banh não. Chết vì bị Creeper đổ nó thông banh não. Mình ghét khi bị Creeper thông. Trời ơi, nó thông một cái là nổ luôn. Nổ ác luôn. Nổ ác. Kinh. Đừng đánh chúng ta nha. Tại sao? Tại sao mày lại nở chơi là mà hơi tơ mà bỏ tao? Gì vậy? Channel đã lâu lắm rồi không có mày. Channel này rất là FA. FA. Tại sao mày lại cắt cái câu đó? Ôi tối còn mưa nữa rồi. Thôi lắp nhịp nhà, có gỗ nè, cần không? I go to rap some cow. Để có đồ ăn buổi tối này.
Rồi tao ta làm cái giường trước nhá. Một cái giường cũng không đủ để sống hai thằng. Thì tao mới làm trước một cái giường. Yeah, một cái giường. Ok, tao vô đây, tao về rồi. Những cái nhạc này nó nghe, tao thấy nhớ tới lần đầu tiên tao chơi Minecraft không? Tao đã mở nhạc đâu. Không, mấy cái bài nhạc của Minecraft lúc mà đêm buông xuống. Tao quên mở nhạc đi. Làm cái cửa, sao mày đào bự vậy? Ok, đây chúng ta phải cần... Con bò kế bên nhà nè. Ủa lại đi chứ, okay. Đá lên. Khoan, để chút. Gì? Ha ha, cow. Rồi mày muốn ngủ trên cái giường của tao thì mày cứ về. Tại tao cần phải có nhiệm vụ để cầm chừng này. Ủa yeah, tao nhân vật chính. Mày hộp của một viên đá của tao. Thôi cũ, chừng có tự cái ghê. Là con nông đúng cái coi mình có 11 thang. Con này vô rồi. Có mấy thịt heo ăn. Ơi Vũ. Sao mày lại? Ơi ở đây có lẽ mà có lý đấy. À chỗ đi nguyên xì đá. Xì đá. Phải cái dùng từ. Ôi xí một tiếc. Xí cái coi. Ra rồi. Làm gì thế? Xí. Tao đang xí. Tôi đang dùng nước sản. Ok, bắt đầu tiếp tục nào. Yeah, có thịt để ăn. Tao bỏ, tao cung cấp thêm. Mà lấy... Có vẻ là đồ ăn thì tao, mày đang ổn định. Không dám ổn định đâu, sắp chết tới nơi. Tự nhiên vừa bay ra xe tên suốt ngày đầu mới hết. Lúc đó mới hết hồn quá. Hơi chô. Chô cái này hơi bị ghê á. Mày mà cái đó công cụ á. Nhãn là zombie. Đầu nó xuống vô kìa. Rap. Rap. Ôi xin lỗi. Ôi xin lỗi. Lỡ quýnh chung. Rap. Rap the ship. Rồi tao lấy đúng 3 cái mày. Còn 3 cái của mày. Vô đây. Nhanh. Tôi có nhiệm vụ báo kê mày. Mày chết cái là thôi luôn rồi, thôi đúng rồi. Ừ, ngay tập đầu nhỏ mày dở thôi, nếu tập đầu mà chết thì mình sẽ reset tầm lại. Dở. Mà mày create game. Mình ngủ đi trước. Tao phải kiếm một cái lông cụ nữa mới. Ủa, xung quanh đây không có con gì hết. Tao chỉ thấy một con spider. Spider á? Đây, tao ra tao hấp gym. Ơn cụ kìa. Ừ, tao hiếp luôn kìa. Ok tao đi. Tao chết. Ơ con bò kìa. Tao mà chết, mày sẽ chết theo ấy. Spider con bò kìa. Giờ đi kiếm một con cù nữa, chỉ cần một con cù. Ơi con cù kìa, thấy không? Ơ con bò để... nhảy lầu chết rồi. Vô tình tao làm. Ok, đủ rồi, làm cái giường thôi. Có trứng kìa. Gà ơi, may quá mày để trứng cho tao. Không phải để trứng cho tao mà tao lụm được cái trứng mày. Ơi, nhến. À, zombie. Tao về đây, tao về tới rồi. Zombie con đi chứ mẹ. Oh, hello, chicken. Sao mày lại làm cái nhà cao thế, rồi sao tao đi lên? Tao đang... Tao phải bóc cua thôi, trình độ của tao nháy. Tới. Rồi ok. Ê! Làm gì sao tao lớn? Đây. Bình tĩnh. Phở quá trời phở ở dưới đường. Ê! À chết đường ăn xâm phở. Ok, đợi vô đi. Ê! Tao... Tại thì... Ê! Trời ơi! Tao lọt xuống ố. Không chắc mày đừng làm hạt nhà kiểu vậy nữa. Tao tự làm cho... Đang đêm. Thôi, ngủ đi Vũ. Tới sáng để làm. Ngủ đi. Rồi cái giường này đâu, ok. Ừ, Creeper bên ngoài. What the fuck? Cái đầu nó kìa. Cái đầu nó kìa. Đâu? Nè đây nè. Oh my god. Rap nó đi. Rap nó đi. Ok xong. Đừng nổ rồi. Ok.
Ok. Đi không? Ngủ, ngủ đi. Kinh cái đầu. Ghê. Nó may mà nó mới thẹn ra. Giờ sáng rồi, tao mày đi làm cầu thang chỗ này đi. Mày làm đi. Mày làm cầu thang đó đi, tao đi rep vài con zombie. Thôi 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 thôi, tao tao rút kinh nghiệm từ lần trước. Ui trời ơi, zombie con. Xem chết. Tao đâu 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 nó đâu. Tao bị nó điên trái hả, điên trái hả? Tao bị nó cắn một phát rồi. Mà mày đâu rồi? Tao thấy một con bò. Khao. Cái con dơ với một con zombie ở dưới dưới vũng nước. Rồi, ôi cái trứng à. Có con kiều. Zombie kìa, nhảy xuống. Chết mày đi. Rep nó đi, rep nó đi, rep nó đi. Oh yeah. Ok, đã rep xong. Monster Hunter. Thôi giờ tao mày làm gì đây? Tao quên cầu. Làm cầu thang rồi. Đó, tao có cầu thang nè. Tối tao uống cầu thang gỗ. Tao đi kiếm là kiếm kiếm gỗ kiếm... về, kiếm gỗ về cho mày làm cầu thang. Rồi tao đi đây, tiều phu chẻo gỗ. What the fuck, xem chết. Ở trên do chơi survival trên các server Satisfaction á, cái server người ta đã quen. Mất một ít máu không là gì. Đối với nhiều người chơi survival thực sự thấy mất hai trái tim là khó, thấy là quá là nhiều. Tội đây là mông mỡ vậy. Hết heo tới bò, không thấy bò thấy heo. Đứt mông mỡ. Mà quan trọng là có sắt có đá không này. Có sắt không ấy. Giống như phần trước á, giống phần trước là chết luôn. Không có miếng đá nào, không miếng sắt nào. Kiếm được vài miếng mà ít. Mà cũng không nhớ là lần trước mình có kiếm được vài miếng nào. Rồi rồi bắt đầu lắm. Trời ơi, còn đúng một cái nữa thôi là có gỗ, cái cầu thang để xài. Từ từ, tao sắp về tới rồi. Rồi tao đang về. Tao kiếm được chút đất. Tao tự đi đào cũng được. Tới về đây, tao tới rồi, tới rồi, tới rồi. Lạc con mẹ nó đường rồi. Tao thấy mày chỉ bán đồ nè. Ừ. Ok. Được. Chút đỉnh này. Kìa, con lấy à. Tao lọt hố. Đây, quăng xuống cho. Buồn quá. Có chân mà không chịu đi. Trời, rớt xuống nước nè. Thì mày đi xuống đi. Khỏi, tao nhảy xuống. Ê, giờ đâu. Tao không có, tao không phải quýnh quýnh bằng kiếm nha. Tao quýnh bằng mất cái nể gì à. Tao quýnh bằng đất. Quýnh bằng đất. What? No. Tao đi rep vài con gà đây. Check out. Ờ gà tao rep được một con. Một con trong nhà mà tao để tao để nuôi đấy. Mày rep chết rồi. Không, tao không. Hai con bò. Phải là cái con gà. Rép chết. Rép nó đi. Hồi nãy có một sự lắc không hề nhẹ. Một sự lắc khá là cao. Tại vì mình cứ đi khám phá nơi khác hoài là cứ mấy cái chân nó cứ lóc. Tôi thấy đây khá là nhiều bò. Bò, gà, heo. Bò, gà, heo, hết heo tới rồi. Hết heo, gà, bò. Mà tao không thấy một con zombie vậy. Ủa ngay ta chạy nhông nhông đi đâu bú chỉ rồi. Ồ oh, té xuống mất. Mất. Trời ơi lót kìa, trời ơi lắc la. Tao không thấy mày cho bán đồ. Cái what. Cái what. Thấy mày rồi, thấy mày rồi. Ồ oh. Cái nghiêng đó có thấy mày rồi. Ok. Đúng là không xả Optifine nó lắc thiệt. Đâu có lắc cái nào đâu. Tao có xả Optifine. Ờ, có tao luôn. Còn một khi tao mà tao... Máy mà lắc quá làm tao... Lắc theo. Không có Optifine lắc thiệt. Nhưng mà có Optifine thì không vào được cái nơi chơi đơn. Không có nơi chơi đơn làm sao mà mở server. Mà nếu mà để này rồi mở server mình nó phải là nhiệt chính đúng không? Đúng không? Ôi mày kìa, ra đây coi. Chicken egg. Đầu nắm cái coi. Ủa không chúng tao. Ủa sao cái này dễ vỡ vậy? Mà tại sao con rớt đất nắm? Ê chết.
Tofu. Sao có mất máu đây à? Bắt đầu mới có đau cũ lắm. Tofu. Rồi tôi quên đường về. What the fuck lag? Lag thế. Ủa đường về mày cứ tới cái chỗ nào mà có nên cái biển á. Thấy rồi, em thấy rồi, tôi thấy rồi. Trời ơi lag, trời ơi lag má nhìn không ra. Để xem có kiếm cách nào. Xí một chút. Xem coi nó bị cái lồn gì, cái vòm gì mà lắc thế. Thì mình thấy nó không có gì khác thường. Tại sao lại lắc thế? Tự hỏi một mình. Không có gì bất mà đột nhiên nó lại lắc như khủng như thế. Nếu mà nó đã lắc như thế này thì hello, xin chào anh em YouTube đến với video Minecraft Survival Hardcore Co-op với Nigel Center. Ây, xin lỗi, đây là Hardcore. Biết đây là Hardcore đúng không? Xin lỗi, Hardcore, một giọng máu rất là hiểu hiếm, ok. Ủa, tao hát nếu hết giọt đó nghe chưa? Ở đây cũng mà đã... Cái what the... What the fuck này chú? Mày vừa làm cái... Tao mới hấp đi một con bò. Ok. Ủa 5 miếng thịt nè, một con bò 5 miếng thịt nè. Thôi, cái này là... Thôi quăng đi. Lì xì. Lì xì. Lì xì trái miếng thịt cho con bò vậy. Ồ, cù. Này cù. Cù rất là nguy hiểm. Cù, giết nó. Con té mất nửa giòn rồi. Giết con dự. Ok, xong cù. Cù lông. Xích con ngừa nó xong. Ơ, ta lấy rồi. Ủa, quýt tập. Này, trả mà. Thôi, là cầm lên. Ôi, pick. Có con bò với lại có con cụ nữa, ok. Xem con cụ trắng nữa, đủ bộ sưu tập cụ của mình. Mày kiếm được 3 con cụ đi, từ từ mình kiếm thêm được nữa. Tao kiếm được 3 con cụ nè, tao giết được 3 con cụ anh. Ok, giờ tao sẽ craft vài thứ. Cụ lại. Chết mày chưa, cho mày vừa. Tao lỡ tay mất một ít máu ở bò kìa. Ở giờ rồi, tụi mình mày tự kiếm cụ của mày đi. Tao thì đủ 3 miếng rồi. Heo, trời đang đói. Rồi tụi mình sẽ sống ở trong một cái hang. Con heo trong ăn. Ready, aim, fire. Chắc hôm nay nó không đủ sống quá. Chỗ này quá nhỏ để sống. Cho tao ít đất này. Tao hồi cổ hết 4 viên đá. Hồi cổ. Dùm từ hay thiệt. Đừng đánh tao. Tao rớt xuống nhá. Tại tao đang đứng ngay bực mà. Ừ. Để tao lấy. Rồi đi chứ. Okay. Đá lên. Khoan, để chút. Gì? Ha ha, cow. Rồi mày muốn ngủ trên cái giường của tao thì mày cứ về. Tại tao cần quét có nhiệm vụ là cầm chừng này. Oh yeah, tao nhân vật chính. Mày hồi cổ một viên đá của tao. Hơi cổ, chừng có tự ý ghê. Ghê. Là con nóng cái co, mình có 11 thang. Con này vô rồi. Có mấy thịt heo ăn. Ơi Vũ. Ơ sao mày lại. Ơi ở đây có lẽ mà có lý đấy. À chỗ đi xì đá. Xì đá. Phải cái dùng từ. Ôi xí một tiếc. Xí cái coi. Ghi ăn rồi. Làm gì thế. Tao đang xí. Tao đang dùng cái sản á. Ok. Bắt đầu tiếp tục nào. Yeah, có thịt để ăn.
Rồi tao bỏ, tao cung cấp thêm. Mà lấy... Có vẻ là đồ ăn thì tao, đồ ăn thì tao mày đang ổn định. Không dám ổn định đâu, sắp chết tới nơi. Tự nhiên vừa bay ra tên suốt ngày đầu mới hết. Lúc đó mới hết hồn ơi. Hơi chô. Chô cái này, chô cái này hơi hơi bị ghê á. Mày mà cái đó công cụ á. Nhớ là zombie. Rep, rep. Ôi xin lỗi. Ôi ôi xin lỗi, lỡ quấn chung. Rep. Rep the ship. Rồi tao lấy đúng 3 cái mày, còn 3 cái của mày. Vô đây. Nhanh. Có nhiệm vụ báo kê mày. Mày chết cái là thôi 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 luôn rồi, thôi đúng rồi. Ừ. Ngay tập đầu nhỏ. Mà dở thôi, nếu tập đầu mà chết thì mình sẽ reset tầm lại. Tao mày create game. Mình ngủ đi. Tao phải kiếm một cái lông cụ nữa mới. Ôi xung quanh đây không có con gì hết. Tao cho thấy một con spider. Spider á? Đây tao ra tao hấp hấp gym. Con cụ kìa. Đây để tao ra tao hiếp luôn kìa. Ok tao đi. Tao chết. Ơ con bò kìa. Tao mà chết mày, mày sẽ chết theo ấy. Spider con bò ok. Giờ mình kiếm một con cù nữa mà, chỉ cần một con cù. Ôi con cù kìa, thấy không? Ôi con bò nhảy lầu chết rồi. Mới một ít máu không được gì. Đối với nhiều người chơi survival thực sự, thấy mức hai trái tim là khó, thấy là quá là nhiều. Trời ơi đây là màu mỡ vậy. Hết heo tới bò, không thấy bò thấy heo. Đứt màu mỡ. Mà quan trọng là có sắt có đá không này. Có sắt không ấy. Như phần trước á, giống phần trước ở chết luôn, không có miếng đá nào, không miếng sắt nào, kiếm được vài miếng mà ít, mình cũng không nhớ lần trước mình có kiếm được vài miếng nào. Rồi đang bắt đầu lắm. Trời ơi, còn đúng một cái nữa thôi là có gỗ, cái cầu thang để xài. Từ từ, tao sắp về tới rồi, rồi tao đang về, tao kiếm được chút. Tao tự đi đào cũng được. Tới về đây, tao tới rồi, tới rồi, tới rồi. Lại con mẹ nó đường rồi. Tao thấy mày chưa bán đồ nè. Ừ. Ok. Ừ. Chút đỉnh này. Ok, con lấy à. Tao lọt hố. Đây, quăng xuống cho. Buồn quá. Có chân mà không chịu đi. Trời, rớt xuống nước nè. Mày đi xuống đi. Khỏi, tao nhảy xuống. Ê, giờ đâu. Tao không phải quýnh bằng kiếm nha. Tao quýnh bằng mất con nể gì à. Tao quýnh bằng đất. Quýnh bằng đất. What? No. Tao đi rep lại con gà đây. Check out. Ờ gà tao rep được một con. Một con trong nhà mà tao để tao để nuôi ấy. Mày rep chết rồi. Không, tao không. Hai con bò. Quái là cái con gà. Rếp chết. Rếp nó đi. Hồi nãy có một sự lắc không hề nhẹ. Một sự lắc khá là cao. Bởi vì mình cứ đi khám phá nơi khác hoài là cứ mấy cái chân cứ lóc. Tôi thấy đây khá là nhiều bò. Bò, gà, heo. Bò, gà, heo, hết heo tới rồi. Nó heo, gà, bò. Mà tao không thấy một con zombie vậy. Ủa ngay ta chạy nhông nhông đi đâu bú chỉ rồi. Ồ oh, té xuống mất. Trời ơi lót kìa, trời ơi lắc la. Tao không thấy mày chơi bán đồ. Cái what. Cái what. Thấy mày rồi. Ồ oh. Cái nghiêng đó con thấy mày rồi. Ok. Tao lấy lại cái này được không? Ê ô tại sao mày lại nấu bún tao? Tao đang crop đồ, trời ơi. Tao muốn đi ra. Từ. Đây. Ok, xài đi. Viên đá, 4 viên đá. Tao hơi cổ dài viên luôn. À Vũ, mới đây sinh nhật tao mày sao mày không nói cái gì đó đi. Sinh nhật mày ngày mấy? 7 tháng 8. 7 tháng 8 hả? Ờ, happy birthday, bitch. Hát đi, hát đi, hát. Mày hát như thằng
ăn nên bùi. À nên bùi, nên bùi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Quế hỏng rồi. Ờ tao chẳng I see cow. Cô tao đồng, tao đầu thang. Survival. Theo mình thấy là Survival Hack có 5 triệu lần trước thì có khá là nhiều người ủng hộ. Nên định lành nhưng mà một chết. Nên ta chết một cách rất là đẹp. Bị hai con skeleton và một vài con zombie gì đó thế. Thông Creeper nổ. Thông banh não. Chết vì bị Creeper đổ nó thông banh não. Mình ghét khi bị Creeper thông. Ai trời ơi, nó thông một cái là nổ luôn. Nấu ác luôn. Nấu ác. Kinh. Đừng đánh chúng ta nha. Tại sao? Tại sao mày lại nở chơi là mà hơi tơ mà bỏ tao? Gì vậy? Channel đã lâu lắm rồi không có mày. Channel này rất là FA. 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 Tại sao mày lại cắt cái câu đó? Ôi tối còn mưa nữa rồi. Thôi đắp nhiệt nhà, có gỗ nè, cần không? I go to rape some cow. Để có đồ ăn bữa tối này. Rồi ta ta làm cái giường trước nhá. Một cái giường cũng không đủ để sống hai thằng. Thì tao mới làm trước một cái giường. Yeah, một cái giường. Ok, tao vô đây, tao về rồi. Những cái nhạc này nó nghe, tao thấy nhớ tới lần đầu tiên tao chơi Minecraft không? Tao đã mở nhạc đâu. Không, mấy cái bài nhạc của Minecraft lúc mà đêm buông xuống. Tao quên mở nhạc đi. Làm cái cửa, sao mày đào bự vậy? Ok, đây chúng ta phải cần con bò kế bên nhà nè. Vô tình tao lầm. Ok, đủ rồi, làm cái giường thôi. Có trứng kìa. Gà ơi, may quá mày để trứng cho tao. Không phải để trứng cho tao mà tao lụm được cái trứng mày. Ê, nhện. À, zombie. Tao về đây, tao về tới rồi. Zombie con hay chứ mẹ. Oh, hello, chicken. Sao mày lại làm cái nhà cao thế, sao tao đi lên? Tao đang... Tao phải phóng cua thôi, trình độ của tao nháy. Tới, mình tới. Rồi, ok. Ê, làm gì sao tao lớn? Đây, bình tĩnh. Phở quá, tao phở ở dưới đường. Ê, à chết đường ăn xâm phở. Ok, đợi vô đi. Ê, tao... Tại thì... Ôi, phải... trời ơi, tao lọt xuống ống. Không chắc mày đừng làm hạt nhà như vậy, để tao tự làm cho... Đang đêm. Thôi, ngủ đi Vũ. Tới sáng để làm. Ngủ đi. Rồi cái giường mày đâu, ok. Ok. Creeper bên ngoài. What the fuck? Cái đầu nó kìa. Đâu? Nè đây nè. Oh my god. Rap nó đi. Rap nó đi. Ok xong. Đừng, đừng ngủ rồi. Ok. Đi không? Ngủ đi. Cái đầu. Ok. Mày giờ sáng rồi, tao mày đi làm cầu thang chỗ này đi. Mày làm đi. Mày làm cầu thang đó đi, tao đi rep vài con zombie. Thôi, tao rút kinh nghiệm từ lần trước. Ui trời ơi, zombie con. Xém chết. Đâu, nó đâu. Tao bị nó điên trái hả? Tao bị nó cắn một phát rồi. Bọn mày đâu rồi? Tao thấy một con bò. Khao. Mấy con dơ với một con zombie ở dưới vũng nước. Ồ, cái trứng à. Có con kiều. Zombie kìa, nhảy xuống. Chết mày đi. Rip nó đi. Oh yeah. Ok, đã rip xong. Monster Hunter. Thôi giờ tao mày làm gì đây? Tao quên làm cầu thang rồi. Tao có cầu thang nè. Tối tao uống cầu thang gỗ. Tao đi kiếm gọi... Kiếm... Kiếm gỗ về cho mày làm cầu thang nữa. Ok, tao đi đây, tiều phu chẻo gỗ. What the fuck, xem chết.
ở trên do chơi survival trên các server Infection á, cái server người ta đã quen.